bừng sĩ vô danh, có đôi lời trao đổi với tất cả quý vị đạo tâm bằng tín đồ Phật giáo. Trong khi ngồi thiền tâm, quán nhớ tư tưởng về tất cả chúng sanh, anh em, ba tánh, nhân loại của mình, đồng chủng, thân yêu, đồng đạo. Bần sĩ vô danh có đôi lời xin kính bút rừng buồn. Mãi mãi vẫn còn buồn, sớm khuya mắt lệ mãi trào tuôn. Nói gì với chúng ôi vậy hả? Nói ta tình dậy nhớ cội nguồn. Cội nguồn bần sĩ ở nơi đâu? Ở tầng Tây Phương Phật Đại Đầu. Tại sao xuống thế chi cực khổ? Vì bụi quân tàn Phật lo âu. Chiếc thân có mặt chốn bể bùng, mong người thế hệ đáng hòa chung. Nhưng làm sao được, ôi mà kệ, nên thầy ta phải chịu điên khùng. Suối chảy rừng reo róc rách kia, bụi nắng ban trưa sắp chia lìa, như ai thiêu đốt người trần thế. Còn lạnh buốt về bụi cánh khuya, ta nhớ lại ta chẳng ra gì. Cuộc đời luôn mãi hỡi sầu bí, ta còn đang sống như người chết, không muốn ăn nằm lại cùng đi. Trưa buồn nắng thét chang chang, thuyền ta còn đâu dọc ngang cuối mùa. Rừng ơi tiếc lạnh bùng tua, sao mà vắng tắt mây mùa làm sao? Chắc đơn rã từ tao mất nhịp, phím tơ cầu không kịp đòn ca. Lý kinh giáo phú chưa đậm đà, ngồi buồn ra lý chưa bài ca ai hoài. Ca gì hỏi người nơi thơ thần, ca bậc tiên cố vấn người ở đời. Đâu còn có mấy lắm hơi, tại sao không biết chưa giữ lời bình an. Rừng suối tiếc chang chang nước chảy, ai đưa đò có phải ông không? Trái cây hoa quả đầy ở đồng, ông không về hướng mà ngồi trong một mình. Kêu mấy tiếng rừng thinh thế thảm, sắp cơn mưa mù ám rừng chiều. Ta là bần sĩ buồn hiu, ông sang tay lái ít nhiều phải bơi. Làm cho đúng dân trời rồi hết, khuyên nữ nam đoàn kết bụi cùng. Hài hòa đất Phật sống chung, không còn gì nữa tứ tung vinh tàn. Bần kêu hết bản vàng đồng đao, đoạn ngựa đi xúc xào âu lo.
mau chân lẻ bước lên đò. Đâu còn gì nữa mà có mà lâu, cắm sao mối thật sâu chờ khách, nước trùng trùng không cách nào lường. Lên đò ông kéo bơm dương, thẳng con sông nọ Tây Phương phản hồi. Nay gặp bức quá nhồi vô kể, chấp nhận mau sớm kể cho rồi. Chiều về kinh kể trò ơi, khôn ngoan đi tới đứng ngồi không yên. Chính ta lấy con thuyền rước khách, buổi hạ quân nhiều cách phản hồi. Đừng nên để trễ khách ơi, lớp thì quá báo chưa đang nhồi lung lay. Người đang khổ tỉnh say không biết, nếu trễ thời trời diệt không còn. Chúng lo giành giật món ngon, bây giờ trăng tỏ chút mòn lưu ly. Tu không kịp nghĩ si cho gấp, mưa trong cơn gió tấp bão bùng. Chừng đó mới biết giữ hung, ai hiền mà ai đạo, ngày cùng mới hay. Mau về xứ phương Tây đừng ngủ, lẹ chân đi tạm trú Bồ Đề. Đấy là dòng suối trượt mê, đắm chìm nhiều kiếp chưa nặng nề nhiều năm. Xưa không biết thù thâm mãi mãi, nay biết rồi hối cải ăn năn. Vượt qua bao sự chưa thường hằng, nghĩ mình năng bị trói rồi mây giăng cùng mình. Hạ xuống đi kết tình lân thuộc, tỉnh mau mau để chuộc tội trời. Đò đang cập bến người ơi, sao không rốt ráo cấp thời theo đi. Ngộ tức thời dây thì cao cả, đâu có chờ ôi hả tuổi cao. Rừng trưa nắng thét biết bao, ta cầm bút thẳng kêu gào chép biên. Gọi anh em khắp miền thế giới, bỏ thù đi đừng khởi tâm tàn. Cũng là một mẹ một cha, ở trong vũ trụ sanh ra chứ gì. Nhìn nhúc ở trong thì một kiếp, biết hiền tu thoát kịp chỗ này. Cứ gây thù hận phút giây, chừng nào cho dứt vậy thì trận gian. Nước mắt chảy tràn lan không dứt, vì chúng sanh cộng lực quá nhiều. Nghiệp tàn cứ mãi thương yêu, sáng ra trưa lại buổi chiều chăm lo. Ráng hiền hậu trời cho sống sót, tạo giữ hùng cáo bọt lôi mình. Bỏ quên một bậc thơ sinh,
trong lòng cả vạn khối tình yêu thương. Sao không biết sai đường lạc lối, nay ta kêu sám hối còn chờ. Việc đời đừng có mộng mơ, mau lên cho kịp sang bờ về quê. Người trần hạ tái tê năm tháng, cực khổ hoài không chán hay sao. Gấp đi giải thoát buồn đau, tay cầm mà vàng bạc chứ có nào tồn đâu. Ngồi hiểu lý cao sâu đắng sữa, chốn rừng buồn ta tựa bóng đàn. Thương ai ở chốn miền xa, hay là gần gũi không qua học hành. Mỗi quân hạ trời dành chút xíu, thầy ra thơ dùng biểu trò thường. Phàm đời cắt đứt đừng dưỡng, nắm tay mà thầy dẫn chứ qua mương khổ sầu. Tình đồng chủng một câu nhất một, nghĩa anh em trường cột biết bao. Sanh linh cả vạn chưa đồng bào, quay về mà cải thiện có nào tiêu chi. Nay gần tới chia ly cách biệt, đò quỷ thần tiếp và rước đi về. Đâu còn nay hỡi xa xê, cuối mùa hoa nở không kề uổng thay. Đây sắp tới ít mai nhiều rồi, bần sĩ buồn cầm cuội nói ra. Dân ơi xin nước ma ha, của ngài Bồ Tát của bà Quan Âm, cho mát mẹ thầm thầm di diệu, hồi nợ đời ứng chiếu tiên ban. Rừng trưa nắng cháy chang chang, hy sinh gặp đạo chưa đạo tràng chép thơ. Biển để tặng những người chờ đợi, ở năm châu bốn bể một nhà. Nói rằng thơ cuối của ta rừng buồn ở chốn tha la dịu dời. Được nhắc nhở nghe lời rất quý, vàng tiền muôn ức tỷ có đâu. Dắt mình vào chốn hang sâu, chôn mình mà mất kiếp có đâu được còn. Sông Việt thế đài non ta bước, ở đây chi nước ngược kèo quay. Đây lời phúc cuối kêu ai, kêu người chưa tỉnh còn dai khổ sầu. Đây sắp tới đôi câu phải thiệt, hành trì mau đặng triệt yêu tà. Nó đâu tâm tánh của ta, nó đang mà ở tận chứ ngôi nhà tâm linh. Học mãi mấy sứ kinh mòn mỏi, ánh từ quang sáng chói tiêu liền. Mắt dùng thấy Phật chứ liên miên, tâm ta mà quyết định chứ tham thiền tịnh tu. Ma bận giỡn gật gù báo qua,
nó làm ta ngục gà bên đường, bảo mình trần thế phải dương, mà tâm nó biểu theo đường nó đi. Phải cải lại văn uy đừng sợ, ta cũng nhường thân thể Phật rồi. Ở đây ma quỷ ráng coi, khuyên ai mà cố gắng chưa đua đòi lánh xa. Kiểu cách nó ma tà muôn ức khiến cho ta nghiệp lực chớ cộng hoài. Chưa buồn lẳng lặng ngày nay bằng hèn, ta bút chưa ra bài thi thơ. Ai khôn ngoan hiện giờ ráng tranh, bạc tiền kia không cánh bay rồi. Quyết tâm nghèo khổ để coi, sau cùng ai đã thiệt thòi là ai. Mong đồng đảo sương mây đón tiếp, hội qua trời có dịp này gần. Sau này gặp Chúa phục hận, nước nhà thành trị người dân yên nhàn. Mau sửa đổi cả làng cả nước, ngày vinh quy ta bước về triều. Bây giờ đồng chúng thương yêu, đừng bài sắp đặt mua nhiều kế sâu. Kiểu tất cả đâu đâu như một, ở hiền lành cao tột như non. Lá thờ phục cuối đáng còn, lên đò mà ta xét chơi về non ta thầm. Trải qua quá sai lầm sâu được, tại mình còn ăn ngược ở ngang. Há mình hiền hậu không màng, bạc kia mà mấy mụn chứ khó vàng mấy ở đôi. Không màng tới mê nơi xứ Phật, không lo chi bẩn chật như phàm. Thức khuya dậy sớm khổ cam, đắng mà luyện đạo nhà Nam phục trình. Luyện cho trọn đức tin thờ Phật, luyện tâm linh tinh chất nguyên cơ, đặng ta làm một đền thờ cùng dân đức Phật hiện giờ ta đây. Rừng buồn thảm phút giây tịch mịch, ngồi tham thuyền đặng dịch nhiều bài. Gọi thăm ba tánh trần ai, còn tu có được kịp trong ngày này ở đây. Đọc bài kể chưa chạy mấy khắc, ruột gan bào heo khắc từng cơn. Tại sao người mãi thua hơn, không thương mà cắt từng cơn giống nồi. Giờ thanh tịnh chưa ngồi chấp bút, lòng kinh thâm cốt nhục chữ nhau. Còn vừa cháu muối chưa ngại ở nào, đặng chờ thoát kiếp mi qua nào rảnh ràng. Tôi đầy đống đầy đàn quá sức, còn gieo thêm nghiệp lực đầy mình. Tại vì bị ác vô minh, làm sao cứu xét tận tình lão thông. Tụ di tờ một đồng thổi sao,
chiều đi về Dung Báo nhà kia. Thả trâu vào giấc canh khuya, cũng nhờ mà tiếng sáo sớt chia chưa nổi ở buồn. Đừng tiếp tục điên cuồng gây tội, để tới đây gian dối ngút trời, làm sao tồn tại dân ơi. Ta là bần sĩ hiện thời rưng rưng, buồn thế thảm về rừng ẩn trú, đặng canh khuya niệm chú chừng đề, cho con thoát chốn trầm mê Tây phương, trở lại rồi xứ ở quê con hồi. Than trách phận chưa rồi sao hở, nhớ lại ta còn nở hồng trần. Còn ở chút nữa khuyên dân, khuyên nam và nữ tu thân đắc thành, phong thần cuối tiễn dành các cấp mê, hiền bực trung được gặp chân sư, tạo ra muôn cách ni cứu người, giữ trên mà nặng nhẹ không hư ai hoài. Tình sâu đậm là trái nước Việt, gái trung trinh phải biết như nhau. Ngày đây tới chúa phục trào, về miền mà tiên đạo chứ khai mau bớ người. Có chức phẩm có dư ngôi vị, tại cuồng điên mất trí đi rồi, phải làm cặn bã tánh hôi, chở người như thế chứ không tội quá cao. Đùa chen lấn chi màu sắc ca giả, núi còn băng biển cá cạn từng. Nhìn đời mắt lễ rưng rưng, buổi trưa ta ở tại rừng ra thôi.